mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng, mở rộng đường giao thông, hệ thống thoát nước hay đèn chiếu sáng là những công trình có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng dân cư nên được rất nhiều người dân quan tâm và mong chờ ngày công trình hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Thế nhưng có những công trình cứ làm mãi không xong, sửa trước lại hỏng sau, khiến nhiều người phải lắc đầu ngao ngán. Trong một ống kính phóng viên kỳ này, chúng tôi xin phản ánh về hai tuyến đường là đường Trần Quang Khải và Triệu Quang Phục trên địa bàn thành phố Hưng Yên, cũng trong tình trạng làm mãi không xong. Đây là thực trạng đang diễn ra từ nhiều năm nay tại đường Trần Quang Khải trên địa bàn phường An Tảo. Đường Trần Quang Khải được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có quyết định phê duyệt mở rộng và nâng cấp từ tháng 12 năm 2002, chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2002 đến năm 2017, giai đoạn 2 từ năm 2018 đến năm 2021 với chiều dài gần 1 km, kinh phí xây dựng trên 13 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Hưng Yên làm chủ đầu tư. Sau rất nhiều năm, đến nay đoạn thi công chỉ vỏn vẹn gần 500 mét còn lại nhưng chưa biết khi nào mới hoàn thành. Do các hộ dân không chịu di rời, bàn giao mặt bằng. Tại một số đoạn, hệ thống cống thoát nước, các viễn thông được lắp đặt sơ sài, nằm ngổn ngang trên mặt đường, không có rào chắn cảnh báo. Nhiều đoạn đường bất đắc dĩ trở thành nơi chứa rác thải, nhiều đoạn bỏ hoang, cây cối mọc um tùm. Chuyện tưởng chừng như hiếm, nhưng lại là sự thực kéo dài nhiều năm nay ở phường nằm ở trung tâm thành phố Hưng Yên. 3 năm nay rồi, thỉnh thoảng tôi đi qua là nó mưa nó ngập nước bánh xe, còn dài lắng thì đi bụi lắm. Cũng mong muốn để nhà nước làm cho nó xong đường, nhân dân đi lại cho nó sạch sẽ, an toàn, các cháu đi học. Đó là cái đường ở hai đầu thì đẹp này mà đây để xấu mất một đoạn thì mất cái mỹ quan đi. Đền bù giải tỏa thì lâu rồi, đến bây giờ là xít 20 năm rồi mà chưa đường chưa làm. Các công trình chậm tiến độ kéo dài, đường Trần Quang Khải không xa là đường Triệu Quang Phục cũng trong tình cảnh tương tự. Có chiều dài khoảng hơn 2 km, sau hơn 7 năm thực hiện giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng từ năm 2016 đến năm 2023 nhưng vẫn chưa thể hoàn thành. Điều đáng nói, công trình này nằm cách trụ sở thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên chỉ vài trăm mét. Vướng mắc ở chỗ, hiện vẫn còn 3 trên 64 hộ chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, bao gồm hộ ông Nguyễn Văn Hân, Nguyễn Ngọc Toàn và hộ bà Đào Thị Hải. Việc thi công chậm khiến các phương tiện đi lại rất khó khăn. Nhiều người mong muốn dự án đẩy nhanh để sớm giúp các hộ sinh sống gần đó ổn định cuộc sống, làm ăn, phát triển kinh tế. Và điều quan trọng hơn cả là giúp cho cảnh quan môi trường đô thị thành phố Hưng Yên thêm khang trang, sạch đẹp. Thế cháu ruột tôi đây, nhà đây thì cũng lấy tiền đền bù xong hết rồi. Thế nhưng mà bây giờ cũng chưa hoàn thiện xong mà bìa đỏ để xây nhà. Đây này, mấy nhà đây có xây đâu. Nguyên vật liệu cái gì nó cũng lên, nào là sắt, rồi nào là công thợ. Dân người ta lấy tiền thì người ta không xây nhà, bìa đỏ không làm cho người ta không cái cấp giấy phép xây dựng, làm sao người ta xây nhà. Mong muốn thì muốn là nhà nước làm giải tỏa cho dân cho nó xong sớm đàng hoàng, làm cho gọn gàng cái đoạn đường này cho nó thông suốt để đi lại cho dân nó đỡ khổ. Cái đường Trần Quang Khải thì chúng tôi đã tham mưu với ban thành phố và triển khai dự án mới của giai đoạn 2, dự kiến là đến tháng 6 năm 2024 sẽ hoàn thành và bàn giao được vào sử dụng. Đối với tuyến đường Triệu Quang Phục thì hiện tại thì còn 3 hộ. Thì sau khi mà có quy định cưỡng chế và thông báo cưỡng chế gửi đến thì các hộ dân đã nhất trí ký cam kết sau khi ăn Tết âm lịch Giáp Thìn xong sẽ tự tháo dỡ và bàn giao mặt bằng. Chúng tôi cũng đang đôn đốc đơn vị thi công và dự kiến nửa năm năm 2024 sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Trước thực trạng trên, đề nghị các đơn vị liên quan của thành phố Hưng Yên, nhất là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Hưng Yên là chủ đầu tư công trình cùng các ngành liên quan phối hợp xử lý dứt điểm. Bởi khi người dân đã đồng thuận giải tỏa, việc đo đạc, cấp sổ đỏ cần được đẩy nhanh thực hiện cho nhân dân. Đồng thời, các hộ còn lại sớm đồng thuận phương án đền bù, bàn giao mặt bằng để thực hiện hoàn thành công trình. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chuyên mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.